Velvet bất ngờ bị nấc toàn diện, Jinx hưởng lợi lớn trong 13.20. Riot August chính là cha đẻ của Velvet và Jinx. Vì thế mới đây, nhà thiết kế này đã có chia sẻ chi tiết về hai vị tướng. Thời gian qua, Jinx dần mất hút cùng các xạ thủ truyền thống, một phần vì thiếu cơ động, phần do sự điều chỉnh của trang bị thần thoại. Sau đó Riot tin rằng cần một đợt tăng sức mạnh cho cô. Ở bản tới, Jinx được tăng máu theo cấp từ 100 lên 105. Bên cạnh đấy, nội tại hưng phấn giờ sẽ cho phép cộng dồn 25% tốc đánh trên mỗi điểm hạ gục. Ngoài ra, chiêu cuối, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp cũng được giảm hồi chiêu ở mọi cấp từ 75, 65, 55 giây, còn 70, 55, 40 giây. Ở chiều ngược lại, Velvet đang dần trở thành một tướng rừng carry cực mạnh trong các bảng gần đây. Đặc biệt ở rank cao, nữ chúa có tỷ lệ thắng rất ấn tượng, xấp xỉ 51%. Do đó, Riot August cho biết sẽ có đợt giảm sức mạnh toàn diện. Tốc đánh cộng thêm một nội tại mỗi lần dùng chiêu giảm từ 25 đến 50 xuống 20-40%. Khả năng giảm sát thương khi bật E từ 70% còn 50-70%. Bù lại, sát thương chiêu này có thể chí mạng. Đồng thời, sát thương tổng có chút thay đổi từ 8-16 cộng 6% AD thành 7-11 cộng 8% AD. Sát thương trên đòn đánh được tăng nhẹ từ 6-8%. Với chiêu cuối, khả năng hồi phục từ cá hư không giảm mạnh ở các cấp đầu, sau đó tăng khi tối đa, từ 40-60% thành 20-70%. Đây là các thay đổi dự kiến áp dụng trong bản 13.20. Dẫu vậy, Riot vẫn có thể chỉnh sửa thêm khi bản chính thức ra mắt.